Xin chào các bạn và những anh em đang mang câu kéo. Thì trong video hôm nay thì mình thực hiện một chuyến câu đi câu kéo bé nha các bạn, đá bụng rô. Kính 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 nữa, bị cọc bị kích. Trên con đang trên con. Ô một bay luôn. Quay. Anh tám, anh tám, vô vô cá bự bự lên coi xuống anh. Vô lắm miếng anh, cho cá bự ấy. Chú tắm ké chụp cho đâu mà bớt được chứ. À chú bữa tiên chụp cho bớt. Giờ bá đi, đi dài gì qua nè. Nâu. Nâu à. Nào còn đây là nước ký không? Đó. Nước ký không? Chỗ nào nữa đâu? Bay vô là đứa nào đó con. Đó 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 đó. Tới này tôi lên tới. Cái này chị xin em rồi đó. Đỡ ra bắt con cá đi rồi thả lấy cái thùng rồi. Cái lên cái anh. Đó, ừ vậy. Bóp chết chứ không đỡ, con tay mà. Chạy đâu cho thoát luôn. Thấy gì không? Cần câu ớn. Cái đưa cái giòn ơi. Con này chết tí không anh? Vâng, tí ạ. Chú. Quá đã. Chú. Chặt chấm nè. Con mỏ nhọn nhọn là cá gì anh? Con gheo, cái bà dê. Dạ. Ừ. Ồ, cá gheo. Ồ, bằng con nẻ. Giờ đâu tốt lại đâu. Tay bị nát luôn vậy. Ủa, mình vô nó nằm luôn rồi chi. Né. Căn thủ câu nhiều cá nhất hôm nay luôn á. Được cái này giờ mơ mơ chết rồi. Chết chết. Lấy cái bao tay ha. Vịn cái đầu lại. Đi một cặp cho bán con. Cá đây, chặt cá đâu. Đây.
chất hả? Ừ. Hai xuống nó bắp, hai xuống nó bắp à. Dò dò. Một cá, một cá. Mấy con? Bảy. Bảy con. Nuôi trong này lên đây. Nuôi trong này. Hiếu. Dạ. Hai con con của em. Hết thôi. Ô, 1 2 4 5. Con gì là lạ hả? Con gì là rất là. Nâu. 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 Fit anh đeo anh, giờ fit, giờ fit. Đầu có cá mày đâu fit. Có nè. Không. Fit gì vậy mà fit gì? Có chưa? Đấy, cá vậy. Cá đâu? Cá đâu cá? Cái đại không lấy muốn gì nữa anh. Cú hồ chim đi. Chim cù mang mú này chụp quá chứ hồ. Mú bên kia này đấy. Cá dây mà kêu là cá không à. Chim bê tùm lum mất mà. Ủa kế tiện nhiên luôn chúng. Hồ cho nước nó biển rồi. Đó, đó nha anh em. Đó, nó bên.